anh chết sau uống rượu thuốc tự ngâm, em đến viếng thử rượu tử vong tiếp. Hai người đàn ông là anh em họ ở Tuyên Quang đã uống chung chai rượu thuốc tự ngâm, sau đó lần lượt tử vong. Cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân tử vong. Tối mùng 9 tháng 4, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, một lãnh đạo công an huyện Hàm Yên, Tuyên Quang cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ hai người tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn. Hai người tử vong là ông Phan Văn C, sinh năm 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, và ông Phan Văn Chi Chi, sinh năm 1967, trú tại thôn Ba Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên. Được biết, hai nạn nhân là anh em họ hàng, ông C bị câm, còn ông Chi Chi nghiện rượu. Trước đó, tối mùng 4 tháng 4, ông C mang một chai rượu thuốc tự ngâm đến nhà một người cùng thôn để ăn cơm Tết Thanh Minh. Tại bữa cơm, ông C tự uống rượu của mình, sau đó đi về nhà ngủ. Đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông C đã tử vong. Gia đình nghi ông C bị đột tử chứ không phải vì rượu. Đến sáng mùng 5 tháng 4, ông Phan Văn Chi Chi đến nhà ông C để phúng viếng theo phong tục thì thấy chai rượu thuốc, chai rượu mà ông C đã sử dụng vào tối mùng 4 tháng 4 nên đã tự lấy để uống. Sau đó, ông Chi Chi kêu đau đầu và lên giường của ông C để nằm. Không lâu sau, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Chi Chi đã tử vong. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân. Theo vị lãnh đạo công an huyện Hàm Yên, hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để xem nguyên nhân hai người trên tử vong do rượu hay do điều khác.